Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Tỵ, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu Trần giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước Về ngũ hành, ngũ hành nên mệnh trường lưu thủy ngày quý tỵ tức can khắc chi nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm trường lưu thủy kỵ tuổi đinh hợi ất hợi ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày tỵ lục hợp với thân tam hợp với sửu và dậu thành kim cục xung với hợi hình thân hại dần, phá thân và tuyệt tí. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi đinh hợi, ất hợi, đinh mão, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao ngũ phú, tốt mọi việc, sao ích hậu, tốt mọi việc, Nhất là cưới hỏi, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, Kim thần, thất sát Sao xấu trong ngày gồm có Sao kiếp sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa Sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa Sao trùng phục kỵ về giá thú an táng sau huyền vũ kỵ về an táng sau lôi công xấu đối với xây dựng nhà cửa sau ly sàn kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam tài thần hướng tây bắc và sau đây mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 Mời các bạn đoán xem nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên, mà các bạn đoán xem từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý trong ngày này đang có được thực thần chiếu mệnh. Cho nên, đối với những bạn làm nghề tự do, làm nghề tay trái, kinh doanh buôn bán thì trong ngày hôm nay đang có được thực thần chiếu cố. Cho nên, rất có thể bạn sẽ có được một khoản tiền kha khá trong tay. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Với bạn tuổi tí, bạn tính ôn hòa, cũng như là cách cư xử khéo léo, bạn mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh và với bạn dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ hữu ích về sau này. bạn thủ tý có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng thêm cơ hội kiếm tiền cho mình nữa. tuy nhiên về phương diện tình cảm của bạn thủ tý trong ngày thứ bảy này lại đang gặp ngày có thủy họa xung khác. cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với người nhà lại không được như ý muốn, hai bên thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau và bản mệnh tuổi tý không nên khang khang làm theo ý của mình mà hãy thử lắng nghe suy nghĩ của người ấy xem sao. Vai tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có được cơ hội nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy nhận được sự tin tưởng và quý mến của mọi người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân tiếp xúc với nhiều cơ hội mới tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ khăng khăng làm theo ý của mình dễ vướng phải những rắc rối tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc vợ chồng có sự bất đồng quan điểm với nhau. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 35, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi thìn. Từ Vê Tuổi Sửu thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ Bảy này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn tuổi Sửu đang làm trong các lĩnh vực như là khoa học, nghệ thuật, du lịch, kỹ thuật nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Và đây là cơ hội để cho bạn phát huy được điểm mạnh của mình, giúp cho sự nghiệp phát triển một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi Sửu bạn mệnh cũng cần phải chú ý mở rộng mối quan hệ với người khác, chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này, thì lúc khác, khi bạn gặp phải khó khăn, cũng sẽ có người khác giúp đỡ cho bạn và ngày này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này cũng cho thấy với bạn tuổi sửu là người rất hòa hợp với nửa kia của mình cho dù phải đối diện với chuyện gì xảy ra đi chăng nữa bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận với người ấy để cùng đưa ra những quyết định thống nhất với nhau đạt được hiệu quả trong khi giải quyết công việc nhé vai tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy biết nắm bắt cơ hội thể hiện được điểm mạnh của bản thân tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình không nên sống ích kỷ tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn thể hiện được tiếng nói của mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc tin tưởng vào nửa kia của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 46, số 87, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi dần rất có thể sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc trong ngày hôm nay bạn tuổi dần, bạn nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mọi việc một cách nhanh chóng thì nên chủ động chứ không nên phụ thuộc vào bất cứ ai khác nhé. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, dù công việc của bạn có chồng chất thì bạn cũng nên nhớ là chớ có sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu như bạn làm cậu thả để rút ngắn thời gian, bạn sẽ rất dễ mắc phải sai sốt. Khi đó phải bắt đầu lại từ từ đầu thì vất vả lắm. Và ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Sửu thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần ở trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Vì vậy, bạn nên tránh làm mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này với bạn tử dần, cũng đang có điểm báo xuất hành đi xa không được thuận lợi, không có người giúp đỡ, không gặp được nhiều may mắn khi bạn đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao kiếp sát, sao trùng tang, sao trùng phục, sao huyền vũ, sao ly sàng, sao lôi công như ngày hôm nay nhé. Về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy, gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, không nhận được sự giúp đỡ của người khác. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, không nên làm việc một cách nhanh chóng, cậu thả. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có cái nhìn lạc quan về tương lai đừng bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay như thế là xuất hành hay là à, tiến hành ký kết những hợp đồng quan trọng vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 41 số 64 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu xanh da trời màu xanh lá cây quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi mão tuổi tuất từ với tuổi mão thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang gặp được ngày có mộc sinh cho hỏa vượng cái điều này làm cho các phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có phần được tốt đẹp. Với bạn tuổi mão, mối quan hệ giữa bạn và gia đình đang rất hòa hợp, dù có bất đồng ý kiến, các thành viên trong nhà cũng không có sự tranh cãi mà luôn thảo luận với nhau một cách bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết vấn đề nhé và nửa kia của bạn cũng là một người rất thấu hiểu và tâm lý, nhiều khi người ấy có thể đoán trước được những suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải cất ra thành lời. Và bạn tuổi mạo cũng cần phải trân trọng lấy tình cảm mà hai người đang có và vun đắp mỗi ngày nữa. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mạo, bạn lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này còn cho thấy bản mệnh rất dễ phát tài nhờ vào các công việc ngành nghề tay trái, ngành nghề tự do. Có người có được cắt khí lớn, cũng có được vận may về trúng thưởng, trúng số nữa. Và nếu như bạn có được tiền nhờ vào sự ăn may, bạn cũng trở nên tự đắc rồi tiêu xài phung phí. Bạn hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn, khiến cho phát tài không còn là chuyện nhất thời nữa bạn tự mạo nhé vai tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, các thành viên trong gia đình có được sự hòa hợp, quan tâm đến nhau, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nửa kia thấu hiểu và tâm lý vợ chồng đồng lòng, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nhận được khoản tiền kha khá, khá nhờ vào những ngành nghề tư uh, tay trái, nghề tự do và cũng có được vận may bất ngờ. Từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên phụ thuộc hoàn toàn vào vận may. Từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim hãy trân trọng tình cảm mà mình đang có. Và đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 45, số 58, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây của nhân phụ trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn giúp sức. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn có chức quyền, khẳng định được vị thế của mình, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định, quyết đoán giúp cho cả tập thể bước qua giai đoạn khó khăn và với bạn cần phải tiếp tục phát triển và tạo được lòng tin với mọi người hơn nữa nhé. Trong ngày này với bạn tuổi thìn, nếu như bạn làm công ăn lương, bạn sẽ thể hiện được nhiều ưu thế khiến cho cấp trên có được ấn tượng tốt đẹp về bạn. Đây cũng là lúc bạn tiếp tục cố gắng phấn đấu để tiến xa hơn chứ không nên kiêu ngạo ngủ quên trên chiến tháng nhé. Và ngày này xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi thìn đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao thiên đức, sao thiên quý, sao ngũ phú, sao ích hậu, sao sát cống. Hôm nay là ngày phù hợp để cho bạn thực hiện những công việc như là sửa chữa nhà cửa, phá dỡ nhà, đồ đạc vật liệu và bạn cũng nên lên kế hoạch để thực hiện những công việc đó để yên tâm bắt tay vào làm ngay nhé. Và với bạn tuổi thìn trong ngày này, nếu có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc để tăng thêm sự may mắn cho mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa giúp tập thể vượt qua được những khó khăn nhờ vào sự quyết đoán của mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ khẳng định được tài năng vị thế của bản thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc gây được ấn tượng với cấp trên bởi việc làm của bạn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tiếp tục cố gắng không nên dễ dàng thỏa mãn với những gì bạn đã đạt được. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sắp xếp công việc để tiến hành sao cho hợp lý. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 17, số 89, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi Tỵ đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này mang lại nhiều dấu hiệu tốt trong vận trình của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi tỵ đang muốn chinh phục quân đường học hành, bạn nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào việc học, việc làm của mình nữa. Và ngày này với bà tuổi tỵ có được tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến cho bạn được đồng nghiệp, bạn bè và cấp trên coi trọng. Cần nhắc, bạn cũng cần phải đặt ra cho mình với những mục tiêu cao xa hơn và cố gắng để thực hiện chúng nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp ngày có họa khí vượng. Cái điều này nhắc nhở bạn không nên cư xử quá nóng nảy mỗi khi có vấn đề gì đó xảy ra. Nếu có việc gì gây khó chịu cho bạn thì bạn không nên giữ ở trong lòng mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh mình nhé về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nhanh chóng tiếp thu và vận dụng được những kiến thức đã biết tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ nhận được sự tôn trọng của mọi người được lãnh đạo cân nhắc tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc tinh thần trách nhiệm cao không bỏ cuộc dựa chừng tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên dễ dàng thỏa mãn ngủ quên trên 9 tháng tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy khi gặp phải chuyện không hài lòng và đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 39 số 91 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu tím quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Ngọ tuổi Dậu từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày của tam hội nâng đỡ. Cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là thuận lợi. Chỉ cần bạn hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả đúng như dự kiến của mình, thậm chí là còn vượt xa so với mong đợi nữa và ngày này với bà tử ngọ các mối quan hệ xã giao của bạn cũng phát triển vô cùng là hài hòa thậm chí bạn có được cơ hội gặp gỡ quý nhân vào chính ngày hôm nay và người đó sẽ giúp cho bạn vạch ra những hướng đi đúng đắn khiến cho mọi việc càng trở nên thuận lợi đơn giản hơn với bạn và ngày này với bà tử ngọ nếu có việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi hơn. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim thực hiện mọi công việc theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Tử vi tuổi mính ngọ thuộc mệnh thủy nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mạnh dạn trao đổi ý kiến với người khác. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ công việc phát triển được thuận lợi có được cơ hội gặp gỡ quý nhân từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc làm việc hết mình sẽ thu được kết quả xứng đáng về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 13 số 37 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu da cam màu hồng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi Mùi, thứ bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, cái điều này sẽ giúp cho những bạn đang quản độc thân trở nên cực kỳ đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn tuổi Mùi dễ dàng tạo dựng được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ vào những phong cách, phong lưu độc đáo của bạn. Tuy nhiên, nếu như bạn quyết định đến với ai đó thì cũng đừng quá vội vàng nhé. Và ngày này đối với những người đã lập gia đình rồi thì cũng có được một ngày rất yên bình, sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến cho bạn luôn tin tưởng, tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống, tin rằng hai vợ chồng bạn sẽ luôn cùng nhau đối diện với mọi khó khăn, vấn đề trong cuộc sống có thể giải quyết được nhé trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn túi mùi ấy, lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này còn cho thấy công việc của bạn trong ngày hôm nay bạn là người có khả năng phản ứng một cách nhanh nhạy khi đối diện với mọi vấn đề xảy ra đây chính là điểm mạnh bạn cần phải phát huy nếu như muốn tăng tín và lấy lòng được mọi người được cấp trên nhé Vài từ vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có được cơ hội tìm được nửa kia, quan sát kỹ trước khi quyết định, từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, nhận được kết quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với những vấn đề xảy ra, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, vợ chồng đồng lòng khắc phục được những khó khăn và đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 56, số 87, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi dậu. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng có được dịp phát huy điểm mạnh của mình bạn tuổi thân nhanh chóng tiếp thu được những kiến thức mới và giúp cho công việc của mình tiến triển vô cùng là thuận lợi và trong cuộc sống với bạn tuổi thân luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Xong, trong ngày hôm nay không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí là có những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để làm tổn thương đến bạn. Vì vậy, với bạn tuổi thân cũng cần phải chú ý để đánh giá và kết giao đúng người nhé. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân còn đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cũng cho thấy với bạn dễ khắc khẩu với nửa kia của mình do ý kiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Khi hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất là bạn nên tạm dừng cuộc nói chuyện và tìm thời điểm khác thích hợp hơn để thỏa thuận, trao đổi, trò chuyện với nhau. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có suy nghĩ cởi mở, phóng khoáng, dễ tiếp thu được những điều mới mẻ, tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa công việc tiến trị được thuận lợi, tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ đề phòng tiểu nhân gây tổn hại đến bản thân, tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc không nên suy nghĩ quá bi quan dù gặp phải chuyện xui xẻo, tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, khắc khẩu. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Ừ, vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ Dậu Sửu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình trong ngày hôm nay với sự quyết đoán có thể sẽ giúp cho bạn trở thành người dẫn dắt người khác giúp cho cả tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi nữa tuy nhiên ngày này với bạn tuổi dậu bạn cũng cần phải chú ý thói quen nói năng cư xử quá mức thẳng thắn của mình dù đứng ở vị trí lãnh đạo đi chăng nữa và khi có ý định phê bình ai đó bạn mạnh tuổi dậu cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển giúp cho người nghe dễ tiếp thu hơn nhé và ngày này với bà tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa khắc với kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn và con cái lại không được hài hòa cho lắm. Có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trịa phải nghe theo. Bạn cũng cần phải học cách lắng nghe con cái nhiều hơn bởi khoảng cách thế hệ chính là nguyên nhân khiến cho đôi bên xảy ra những mâu thuẫn nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy thể hiện được khả năng lãnh đạo, đưa tập thể đi tới thành công từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chinh phục được lòng tin của mọi người từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ chú ý cách sử dụng từ ngữ không nên làm tổn thương người nghe từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chưa thực sự tháo hiểu cho con cái quan hệ đôi bên không được hòa thuận cho lắm từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên áp đặt quan điểm cho mọi người và đánh giá của bạn tử dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ với tuổi tốt thứ bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tuất cho chúng ta thấy là bà tuổi tuất đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này làm cho mối quan hệ giữa bà tuổi tuất và những người lớn tuổi trong gia đình đang rất hòa thuận bạn mệnh tuổi tuất luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước và bạn hiểu rằng họ có được tầm nhìn xa trông rộng hơn mình rất nhiều nữa và với bà tuổi tuất với nửa kia bạn là một người vợ người chồng có trách nhiệm bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc ở nhà dù đi làm có phải chịu nhiều áp lực đến đâu đi chăng nữa giúp đỡ hay là trò chuyện với nửa kia luôn khiến cho bạn cảm thấy thư thái thoải mái trút đi gánh nặng ở nơi làm việc nhé ngày này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy nuôi tham vọng trong công việc hơn dù bạn đã đạt được nhiều thành công bạn cũng không nên dễ hài lòng với thực tại bởi khả năng thực sự của bạn có thể đưa bạn tiến xa hơn rất nhiều nữa về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ là người vợ, người chồng có trách nhiệm, tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, quan tâm, chăm lo tới các thành viên trong gia đình, tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tiếp tục cố gắng, không nên hài lòng với thực tại, tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, hãy nuôi tham vọng hơn và có tầm nhìn xa trong rộng. Và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp năm sao, tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao con số may mắn, số 32, số 86, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phụ trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi, thứ bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là với bà tuổi hợi đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tỵ hợi. Cái điều này làm cho bà tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang múa rìu qua mắt thợ và tự đẩy mình vào những tình huống khó xử nữa nhé. Với bà tuổi hợi, bạn là người có tham vọng, nhưng để muốn chứng minh bản thân mình thì bạn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng và nôn nóng. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể xa hơn nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy họa xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay cũng không được tốt cho lắm. Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay và có thể bạn sẽ cảm thấy nửa kia không hiểu được ý của mình. Và nếu như có sự bất mãn nào đó ở trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết bạn tuổi hợi nhé về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa thích thể hiện quan điểm của bản thân mình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ chú ý hoàn cảnh đối tượng giao tiếp tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc không nên ôm đồm quá nhiều việc tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy thành công không đến một cách nhanh chóng về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 39, số 92, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi mùi, tuổi tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.